Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời. Theo tin từ gia đình, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vàm họng, vào hồi 23 giờ 25 phút ngày 6 tháng 5, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã ra đi tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, tên thật là Võ Hợi, sinh năm 1947 tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sau khi học phổ thông, ông đã vào Sài Gòn học sư phạm và được phân công về Bạc Liêu giảng dạy. Tuy nhiên, ngoài công việc dạy học, ông còn tham gia sáng tác nhạc, viết văn, viết báo với nhiều bút danh như Vũ Đức Sao Biển, Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại. Vũ Đức Sao Biển là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng đi vào lòng người nghe như Đêm Cành Hào, Nghe Điệu Hoài Lang, Đau Xót Lý Chiêm Quyên, Trên Đồi Xưa, Điệu Buồn Phương Nam, Trở Về Bạc Liêu, Thu Hát Cho Người. Ông cũng là người tham gia phục dựng bản già cổ Hoài Lang bất hủ, góp phần đưa đờn ca tài tử phương Nam được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Ông cũng là tác giả hàng chục đầu sách từ biên khảo, tiểu phẩm trào phúng, tiểu thuyết, bút ký, đặc biệt với những công trình nghiên cứu về các tác phẩm văn học, kiếm hiệp của Kim Dung, ông còn được gọi với cái tên nhà Kim Dung học. Sau khi đất nước thống nhất, Vũ Đức Sao Biển chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Ông tham gia cộng tác với các báo, giảng dạy về văn hóa tại các trường đại học, viết sách và tiếp tục sáng tác âm nhạc cho tới khi nghỉ hưu. Theo thông tin từ gia đình, lễ nhập quan nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sẽ diễn ra vào 13 giờ ngày 7 tháng 5 tại Tư Gia. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương vào 6 giờ 30 ngày 10 tháng 5.